Xin chào các bạn, đã khá lâu rồi thì mình mới mặc áo sơ mi trắng lên hình nhờ. Không biết bạn nào đã quên với cái phong cách xoái ca sơ mi trắng của mình chưa? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Tiêu đề mình đã để cho các bạn thấy rồi, nhân vật chính của chúng ta và sản phẩm này đang có mặt trên thị trường hiện nay, mức giá vào khoảng 85 triệu đồng. Vậy thì các bạn hãy cùng mình đánh giá một chiếc laptop có giá bằng một em SH thì nó sẽ mang lại những trải nghiệm như thế nào nhá. Điều đầu tiên mà mình muốn nhấn mạnh luôn đó là những cái điểm gọi là ấn tượng và điểm mạnh của sản phẩm này. Thứ nhất đó là cấu hình, chúng ta sẽ có Core i7-6820HK. Đây là một con chip được thiết kế dành cho những thiết bị laptop và nó có khả năng ép xung. Xung nhiệt tối đa đạt tới là 3.6GHz và nó sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm rất ấn tượng dựa trên cái nền tảng đó là Skylake. Điều thứ hai, nó sẽ có tới 32GB RAM. Và điều thứ ba đặc biệt hơn đó là nó có cái con card đồ họa GTX 1080. Mình xin nhắc lại nhá, GTX 1080. Và với cái con card đồ họa này thì các bạn cứ tự tin là nó có thể chiến ngon được tất cả các game hiện nay trên thị trường, không ngại bất cứ mùa con đứa nào. Thậm chí còn cả thiết lập đó là độ phân giải 4K nếu như các bạn xuất ra những cái màn hình ngoài. Và điều thứ hai đặc biệt đó là màn hình của sản phẩm này kích thước đó là 17.3 inch, độ phân giải chỉ dừng lại ở Full HD, nhưng chúng ta có công nghệ G-Sync và cái tần số đáp ứng của màn hình đạt tới là 120Hz. Tức là các bạn cứ hiểu đơn giản đó là chúng ta sẽ có một cái màn hình đáp ứng được cái tần số quét tốt hơn và như hình ảnh nó sẽ ít bị cái hiện tượng bóng mờ và nó sẽ mượt mà hơn, và các bạn sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng nếu như các bạn chơi game ở những cái mức FPS như là 60 và bây giờ chúng ta chơi ở mức FPS trên 120 nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Và cụ thể hơn thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết từng thứ một. Trước khi bắt đầu với cái phần hiệu năng thì mình sẽ muốn nói đến phần thiết kế bên ngoài. Thì thiết kế của Asus ROG 701 nó mang lại một thứ gì đó rất là chất. Máy có một cấu hình vô cùng ấn tượng, như cái độ mỏng nó đạt được cái mức mình cũng thấy ấn tượng không hề kém chút nào. Độ dày chỉ là 32.5mm, tức là các bạn cứ hiểu đơn giản nó chỉ vào khoảng hơn 3cm một chút thôi. So sánh với những em máy tính chơi game hiện nay đã có mặt trên thị trường thì nó mỏng phải gọi là hơn rất là nhiều luôn. Thông số thường thường ở mức khoảng 5cm, cái này chỉ vào khoảng hơn 3cm một chút thôi. Bên cạnh đó chúng ta có một kích thước màn hình lớn là 17.3 inch, mà cái độ mỏng nó đạt đến mức ấn tượng như thế này thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn mang đi mang lại dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì có một thứ nữa các bạn cần quan tâm, đó là trọng lượng của máy kèm thêm với cả adapter, nó lên từ mức đó hơn 5kg. Vậy nên là đàn ông con trai chúng ta chắc là hợp, chứ còn chị em phụ nữ thì chắc là cũng hơi khó một chút. Với thiết kế của Asus ROG 701 thì mình thích một điều, đó là nó có những cái đường cắt và nó có những cái mảnh ghép để tạo ra một thứ gì đó rất là ấn tượng ở phía mặt lưng ở trên. Và nếu như các bạn không sử dụng mà chúng ta gập máy lại thì sẽ có hai cái dải đèn LED màu cam ở đây luôn luôn sáng và nhấp nháy, nó tạo cho các bạn một thứ gì đó rất là sang trọng và bóng bẩy. Mặt lưng chúng ta nổi bật bằng cái dải dòng chữ đó Republic of Gamer và chúng ta sẽ có cái logo của Asus ROG rất ấn tượng. Bên cạnh đó, nếu như các bạn mở cái phần màn hình lên, chúng ta có phần trackpad lớn hay phím, đó là phím chuột trái và chuột phải. Nhưng mình nghĩ rằng nếu mà ai chơi game thì sẽ không quan tâm đến phần trackpad này quá nhiều, nhưng mình thì mình vẫn đôi lúc cần sử dụng đến nó. Chúng ta có một cái bàn phím lớn kích thước đó là full size và mang lại cho bạn những trải nghiệm rất tốt. Và đặc biệt đó là chúng ta còn có tới 5 phím macro để giúp các bạn gán vào từng những cái tùy chọn và những cái profile khác nhau để mà chúng ta có thể truy cập game nhanh hơn, hoặc là chúng ta truy cập vào từng cái chức năng của game một cách rất là nhanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với vấn đề chính, đó là về hiệu năng của máy. Nếu như các bạn sử dụng một cách thông thường thì bạn có thể truy cập vào khu vực đó là Republic of Gamer Gaming Center, ROG Gaming Center, và chúng ta thiết lập cái tùy chọn đó là mức Standard, tức là hiệu năng thông thường cơ bản nhất, thì các bạn có thể sử dụng mượt mà gần như là mọi thứ mà không gặp bất cứ một cái vấn đề nào gọi là khó chịu cả. Mức giá lên tới 85 triệu không làm gì có chuyện khiến cho các bạn khó chịu nếu như chúng ta sử dụng bình thường. Chúng ta sử dụng những cái tác vụ nặng, ví dụ như là edit video hay là chúng ta render một thứ gì đó, các bạn cũng có thể tùy chỉnh qua cái chế độ đó là extreme, tức là các bạn gần như là ép xung cái máy này lên, và chúng ta cần thiết thì cũng có thể kéo được cái phần đó là fan speed, quạt gió lên mức cao nhất. Lúc này thì hiệu năng của nó mang lại là cực kỳ ấn tượng, cực kỳ ba đạo và nó cực kỳ nhanh luôn. Khi các bạn load game này, các bạn chơi game này, các bạn render video, mọi thứ đều cực kỳ mượt mà. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà các bạn gặp phải đó là phần quạt gió hờ một chút mà thôi. Thử nghiệm qua một vài những cái tác vụ mà mình hay sử dụng, đó là mình render video thì thậm chí mình render video 4K nó cũng mang lại những trải nghiệm rất tốt. Hay là mình thực hiện những tác vụ trên After Effects này, mọi thứ đều cực kỳ là mượt, không gặp bất cứ một vấn đề gì cả. Hay là mình chuyển sang chơi game thì mình bắn đột kích thì FPS không bao giờ tụt cái mức dưới 200. Và thực sự mà nói, nó quá ấn tượng luôn bởi cái màn hình 120Hz nó sẽ mang lại cho mình những trải nghiệm mượt mà rất nhiều so với cái màn hình 60Hz mà mình hay sử dụng. Đó chính là cái lợi thế mà G701 có so với những đối thủ khác của nó trên thị trường hiện nay.
Nhưng đó mới chỉ là những game rất nhỏ mà thôi. Nếu như các bạn có nhu cầu chơi những game mạnh mẽ hơn, ví dụ Tomb Raider, thì theo như mình tham khảo ở trên đó là PCWorld.com.vn, mọi cái hiệu năng của sản phẩm này mang lại đều rất tốt. Khi mà thiết lập đến mức độ đồ họa cao nhất thì nó vẫn đạt đến mức hơn 100fps ở độ phân giải Full HD. Còn nếu như các bạn có những cái màn hình với độ phân giải 4K thì các bạn cứ yên tâm là USB Type-C cũng như là Mini DisplayPort của G701 cũng sẽ hứa hẹn mang lại cho bạn những trải nghiệm rất tốt. Nhưng có một điều mình không thể thích ở cái độ phân giải 4K nếu khi mà các bạn chơi game, đó là độ phân giải 4K hiện nay nó mới chỉ dừng lại ở mức làm tươi, đó là 60Hz. Nó không thể nào nó mượt mà giống như là 120Hz ở trên, đó là màn hình G-Sync trên G701. Vậy thì tổng kết lại với cái mức giá đó là 85 triệu thì các bạn sẽ nhận được một chiếc máy tính chơi game cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta có một thiết kế rất là hầm hố cứng cáp nhưng lại không quá dày, không quá nặng giống như rất nhiều những đối thủ của nó trên thị trường hiện nay. Điểm cộng thứ nhất, chúng ta có một cấu hình có thể gọi là top of the world hiện tại. Khi chúng ta có GTX 1080, chúng ta có 32GB, chúng ta có tới là Core i7-6820. Và còn một điểm nữa mà mình quên chưa nói, đó là chúng ta có dung lượng lưu trữ lên tới là 1TB. Và nó sẽ là 2 ổ SSD chạy RAID 0. Nó sẽ mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm về tốc độ khi mà load game là cực kỳ ấn tượng. Bên cạnh đó, chúng ta còn được bổ sung cái trải nghiệm bởi màn hình G-Sync 120Hz, độ phân giải dừng lại Full HD và kích thước đó là 17.3 inch. Mọi thứ đó, mọi trải nghiệm đó các bạn đánh giá như thế nào với mức giá là 85 triệu? Hãy để lại ý kiến của mình ở comment phía bên dưới. Còn video này mình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.